Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Nếu bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Giờ toán hôm nay chúng ta học bài Luyện Tập Trung, sách giáo khoa toán 4, trang 131-132. Đầu tiên chúng ta làm bài tập 1. Tính. Ở bài tập 1 có 4 câu, câu A, câu B, câu C, câu D. Chúng ta làm câu A. 2 phần 3 cộng 5 phần 4. Đây là phép cộng hai phân số khác mẫu số. Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, đầu tiên chúng ta quy đồng mẫu số hai phân số để hai phân số có cùng mẫu số, sau đó chúng ta cộng các tử số và giữ nguyên mẫu số. Như vậy phân số 2 phần 3, ta quy đồng mẫu số bằng cách ta lấy cả tử số và mẫu số của phân số này nhân với mẫu số của phân số 5 phần 4, tức là nhân với 4. Và phân số 5 phần 4, cho ta cũng làm ngược lại. Bởi vì hai phân số này, hai mẫu số không chia hết cho nhau. 2 phần 3 sẽ bằng 2 nhân 4 bằng 8, 3 nhân 4 bằng 12, cộng 5 nhân 3 bằng 15, 4 nhân 3 bằng 12. Bằng hai phân số đã có cùng mẫu số, ta cộng hai tử số và giữ nguyên mẫu số. Ta lấy 8 cộng 15, giữ nguyên mẫu số là 12. Bằng 8 cộng 15 bằng 23, giữ nguyên mẫu số 12. Hai phần ba cộng năm phần bốn bằng 23/12. Tiếp theo chúng ta làm câu B. 3/5 cộng 9/8. Đây cũng là phép cộng hai phân số khác mẫu số. Hai mẫu số của hai phân số này không chia hết cho nhau, như vậy ta quy đồng mẫu số bằng cách giống như câu A. 3/5 bằng 3 × 8 bằng 24. Trên 5 × 8 bằng 40. Cộng 9 × 5 bằng 45. Trên 8 x 5 bằng 40. Bằng ta lấy hai tử số cộng với nhau, 24 cộng 45 trên 40 bằng 24 cộng với 45 thì bằng 69. Giữ nguyên mẫu số là 40. Như vậy 3/5 cộng 9/8 bằng 69/40. Tiếp theo chúng ta làm câu C. 3/4 cộng 2/7. Đây là phép trừ hai phân số khác mẫu số. Ta cũng quy đồng mẫu số hai phân số này, sau đó rồi chúng ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số. 3/4 ta quy đồng bằng cách ta lấy cả tử số và mẫu số nhân với 7. 3 x 7 bằng 21. Trên 4 x 7 bằng 28. Trừ 2 x 4 bằng 8. 7 x 4 bằng 28. Bằng ta trừ hai tử số cho nhau vì hai phân số này đã có cùng mẫu số. 21 trừ 8 trên 28 bằng 21 trừ 8 bằng 13/28. Ba phần bốn trừ 2/7 bằng 13/28. Tiếp theo chúng ta làm câu D. 11/5 trừ 4/3. Chúng ta cũng quy đồng mẫu số hai phân số này. 11/5 bằng 11 x 3 trên 5 x 3. 11 x 3 bằng 33. 5 x 3 bằng 15. Trừ 4 x 5 bằng 20 trên 3 x 5 bằng 15. Hai phân số đã có cùng mẫu số. Bây giờ ta trừ tử số cho tử số 33 trừ 20 trên 15. Bằng
33 trừ đi 20 thì bằng 13. Phần 15. Mười một phần năm trừ bốn phần ba bằng 13/15. Như vậy bài tập 1 vừa rồi các con đã ôn lại phép cộng và phép trừ hai phân số khác mẫu số. Tiếp tục chúng mình chuyển bài tập 2. Bài tập 2 tính. Ở bài tập 2 cũng có 4 câu, câu A, câu B, câu C và câu D. Trước tiên chúng ta làm câu A. Câu A 4/5 cộng 17/25. Đây là phép cộng hai phân số khác mẫu số. Thì đầu tiên chúng ta cũng quy đồng mẫu số hai phân số này. Chúng ta thấy mẫu số của hai phân số, mẫu số lớn chia hết cho mẫu số bé, tức là 25 chia hết cho 5. Đấy, 25 chia 5 được 5. Ta chỉ việc quy đồng mẫu số phân số 4/5, còn phân số 17/25 ta giữ nguyên. 25 chia 5 được 5, ta lấy 5 x 4 bằng 20. 5 x 5 bằng 25 cộng phân số 17/25 giữ nguyên bằng. Như vậy hai phân số đã có cùng mẫu số. Ta lấy tử số cộng với tử số là lấy 20 cộng 17/25. 20 cộng 17 bằng 37/25. Bốn phần năm cộng 17/25 bằng 37/25. Tiếp theo câu B, 7/3 trừ 5/6. Ở câu này chúng ta cũng phải thực hiện phép trừ hai phân số khác mẫu số. Như vậy điều đầu tiên chúng ta sẽ quy đồng mẫu số hai phân số này. Ta thấy 6 chia hết cho 3. Như vậy phân số 5/6 ta giữ nguyên. Ta quy đồng mẫu số phân số 7/3. 6 chia 3 được 2 cho nên ta lấy 7 x 2 bằng 14 trên 3 x 2 bằng 6 trừ 5/6 bằng 14 trừ 5 trên 6 bằng 14 trừ đi 5 thì chúng ta được kết quả bằng 9. Phải không? Bằng 9. 9/6. 9/6, ta thấy phân số 9/6 là phân số chưa tối giản. Ta rút gọn bằng cách lấy cả tử số và mẫu số chia hết cho 3. 9 chia 3 được 3, 6 chia 3 được 2. Bảy phần 3 trừ 5/6 bằng 3/2. Tiếp theo chúng mình làm câu C. 1 cộng 2/3. Đây là phép cộng một số tự nhiên với một phân số. Muốn cộng được một số tự nhiên với một phân số thì trước tiên chúng ta sẽ biến đổi cái số tự nhiên thành một phân số. Ta đã biết một số tự nhiên viết được dưới dạng phân số có mẫu số bằng 1. Như vậy 1 cộng 2/3 sẽ bằng 1/1 cộng 2/3. Đến đây chúng ta sẽ quy đồng mẫu số hai phân số này. 3 chia hết cho 1 cho nên là ta quy đồng mẫu số phân số 1/1, còn 2/3 ta giữ nguyên. Tức là ta lấy 3 x 1 bằng 3, 1 x 3 bằng 3, cộng 2/3, 2 cộng 3 bằng 5, giữ nguyên mẫu số là 3. Như vậy ta được kết quả bằng 5/3. Hay, ở như giờ trước vừa ôn tập thì chúng ta, cô giáo đã hướng dẫn chúng ta cách cộng như thế này. 1 cộng 2/3 sẽ bằng 1. Số tự nhiên 1 này sẽ bằng phân số nào có mẫu số bằng 3. Bởi vì chúng ta sẽ đưa về phân số có mẫu số bằng nhau, bằng 3. Mà tử số chia cho 3, tử số là bao nhiêu chia cho 3 để bằng 1. Như vậy chỉ có 3 chia 3 bằng 1. Vậy 3 tức là lấy ở đâu? Ta sẽ lấy 3 x 1. 3 x 1 bằng 3 là tử số. Và mẫu số là 3 cộng 2/3 bằng 5/3. Đấy. Như vậy chúng ta 1 sẽ bằng phân số 3/3, phải không?
1 nhân 3 bằng 3 và mẫu số là 3. Cộng 2 phần 3 bằng 3 cộng 2 trên 3 bằng 5 phần 3. 1 cộng 2 phần 3 bằng 5 phần 3. Tiếp theo câu D. 9 phần 2 trừ 3. Đây là phép trừ một phân số cho một số tự nhiên thì chúng ta cũng biến đổi cái số tự nhiên này thành một phân số. Cách làm như câu C. Phân số 9 phần 2 ta giữ nguyên này. Trừ 3 sẽ bằng phân số nào có tử số bằng bao nhiêu trên có mẫu số là 2. Phải không? Tử số là bao nhiêu chia cho 2 để được 3. Ta lấy 2 nhân 3 bằng 6. 6 phần 2. Như vậy 9 phần 2 trừ 6 phần 2 sẽ bằng 9 trừ 6 trên 2 bằng 9 trừ 6 bằng 3 và mẫu số là 2. Chín phần hai trừ ba bằng ba phần hai. Bài hai vừa rồi chúng mình đã ôn lại cách cộng hai phân số và trừ hai phân số khác mẫu số, trường hợp mẫu số lớn chia hết cho mẫu số bé, và chúng ta ôn cách cộng một số tự nhiên với một phân số và trừ một phân số cho một số tự nhiên. Tiếp theo chúng mình làm bài tập 3. Bài tập 3 có 3 câu, câu A, câu B và câu C. Câu A, 4 phần 5, x cộng 4 phần 5 bằng 3 phần 2. Ở bài 3 là chúng yêu cầu chúng ta tìm x. Ở đây chúng ta thấy x là số hạng, phải không? Số hạng chưa biết, muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng kia, tức là ta x sẽ bằng 3 phần 2 trừ 4 phần 5. Ba phần hai trừ bốn phần năm. Bây giờ tất toàn bộ tính toán, bước tính toán là chúng ta làm ở nháp, sau đó là chúng ta chỉ viết kết quả mà thôi, phải không? Ba phần hai trừ bốn phần năm. Đây là phép trừ hai phân số khác mẫu số. Ta quy đồng mẫu số hai phân số này. Ba nhân năm bằng 15 trên hai nhân năm bằng 10 trừ bốn nhân hai bằng 8 trên hai nhân năm bằng 10. 15 trừ 8 bằng 7 phần 10. Như vậy kết quả bằng 7 phần 10. X bằng 7 phần 10. Tiếp theo chúng ta thực hiện câu B. X trừ 3 phần 2 bằng 11 phần 4. X ở đây là số bị trừ. Đó. Tức là ta phải tìm số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ, tức là x sẽ bằng 11 phần 4 cộng 3 phần 2. Và đây là phép cộng hai phân số khác mẫu số, phải không? 11 phần 4 cộng 3 phần 2. 11 phần 4 cộng 3 phần 2. Trường hợp này ta thấy mẫu số 4 chia hết cho mẫu số 2, phải không? Như vậy phân số 11 phần 4. 11 phần 4 ta giữ nguyên, cộng 4 chia 2 được 2 cho nên ta lấy 2 nhân 3 bằng 6, 2 nhân 2 bằng 4. 11 cộng 6 bằng 17 phần 4. Như vậy bằng 17 phần 4. Tiếp theo chúng ta làm câu chúng ta làm câu C. Cô giáo tính lại câu này, 11 này, 11 phần 4 cộng 3 phần 2 sẽ bằng
11 phần 4 ta giữ nguyên, cộng 4 nhân 3 bằng 12, trên 4 nhân 4, 4 chia 2 bằng 2, bằng 6, đúng rồi, bằng 17 phần 4. Tiếp theo chúng ta làm câu C. 25 phần 3 trừ x bằng 5 phần 6. Ở đây x là số trừ, phải không? Như vậy ta sẽ phải tìm số trừ trong phép trong biểu thức này. Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. Như vậy x sẽ bằng 25 phần 3 trừ 5 phần 6. X bằng, ta thực hiện phép trừ 25 phần 3 trừ 5 phần 6. 25 phần 3 trừ 5 phần 6. Trường hợp này ta thấy là 6 chia hết cho 3, cho nên phân số 5 phần 6 giữ nguyên. Ta quy đồng mẫu số phân số 25 phần 3. 6 chia 3 được 2, nên ta lấy 2 nhân với 25 bằng 50, trên 2 nhân 3 bằng 6 trừ 5 phần 6 bằng 50 trừ 5 bằng 45 phần 6. Như vậy kết quả bằng 45 phần 6. 45 phần 6. Hai mươi lăm phần ba trừ x bằng 5/6, x bằng 25 phần ba trừ 5/6, x bằng 45/6. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập 3. Bài tập 3 vừa rồi chúng ta đã ôn lại tìm thành phần chưa biết trong một biểu thức. Bây giờ chúng ta tiếp tục, chúng ta chuyển bài tập 4. Bài 4, tính bằng cách thuận tiện nhất. Ở bài tập 4, chúng ta có hai câu, câu A và câu B. Câu A, 12 phần 17 cộng 19 phần 17 cộng 8 phần 17. Như vậy, chúng ta thấy ở đây là phép cộng 3 phân số cùng mẫu số. Nhưng bài yêu cầu chúng ta tính bằng cách nhanh nhất. Tính bằng cách nhanh nhất, thì bây giờ chúng ta quan sát các tử số. Ta thấy tử số 12 và 8 cộng với nhau, phải không? Ta kết hợp, ta dùng tính chất kết hợp. 12 phần 17 cộng với 8 phần 17, tức là 12 cộng với 8 sẽ bằng 20. Sau đó được kết quả bao nhiêu chúng ta mới cộng với 19 phần 17. Như vậy chúng ta dùng tính chất kết hợp. Ta kết hợp số hạng thứ nhất là 12 phần 17 cộng số hạng thứ ba là 8 phần 17. Rồi cộng với 19 phần 17 bằng. Ở trong ngoặc đơn chúng ta thấy là 12 cộng với 8, các hai tử số cộng với nhau bằng 20. Giữ nguyên mẫu số là 17. Rồi cộng với 19 phần 17 bằng. 20 cộng với 19 thì bằng 39. Giữ nguyên mẫu số là 17. Như vậy 12 phần 17 cộng 19 phần 17 cộng 8 phần 17 bằng 39 phần 17. Tiếp theo câu B. 2 phần 5 cộng 7 phần 12 cộng 13 phần 12. Ở đây chúng ta thấy có 3 số hạng trong phép cộng này, thì số hạng thứ 2 và số hạng thứ 3 có cùng mẫu số. Như vậy chúng ta muốn tính cách nhanh nhất, chúng ta sẽ kết hợp số hạng thứ 2 và số hạng thứ 3. Còn số hạng thứ nhất là 2 phần 5 ta giữ nguyên, cộng mở ngoặc 7 phần 12 cộng 13 phần 12 đóng ngoặc bằng 2 phần 5 cộng
7 phần 12 cộng 13 phần 12 tức là ta sẽ lấy 7 cộng 13. 7 cộng 13 bằng 20 phần 12. 5 phần 2 cộng 20 phần 12. Đây là phép cộng hai phân số lại khác mẫu số, như vậy chúng ta sẽ phải quy đồng mẫu số hai phân số này. Đấy, quy đồng mẫu số hai phân số này. Phân số 2 phần 5 sẽ bằng 2 nhân với 12 trên 5 nhân với 12. 2 nhân với 12 thì bằng 24. 24 phần 12. 24. Đấy, 24 nhân với 5 nhân với 12 thì bằng 60. Cộng 20 nhân 5 và 12 nhân 5. 20 nhân 5 bằng 100. 12 nhân 5 bằng 60. Bây giờ ta cộng hai tử số. 24 cộng 100 bằng 124. Giữ nguyên mẫu số là 60. Bằng phân số 124 phần 60, chúng ta thấy đây là hạ tử số và mẫu số đều là số chẵn, như vậy chắc chắn là chúng ta sẽ biết chia hết cho hai, phải không? Nhưng cô giáo sẽ chia cho một số lớn hơn để chúng ta không cần phải rút gọn hai lần. Ta sẽ rút gọn về phân số tối giản. Ta thấy 124 và 60 đều chia hết cho 4. 124 chia cho 4 được 31 và 60 chia cho 4 được 15. Như vậy kết quả cuối cùng bằng 31 phần 15. Bài tập 4 vừa rồi, chúng mình đã vận dụng cái tính chất kết hợp của phép cộng các phân số để chúng ta tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện nhất. Bây giờ chúng ta chuyển bài tập 5. Ở bài tập 5 có yêu cầu như sau. Trong một giờ học tự chọn, lớp 4A có 2 phần 5 số học sinh học tiếng Anh và 3 phần 7 số học sinh học tin học. Hỏi số học sinh học tin học, số học sinh học tin học và tiếng Anh bằng bao nhiêu phần tổng số học sinh cả lớp? Trong một lớp 4A, trong cái giờ tự chọn thì có 2 phần 5 số học sinh học tiếng Anh và 3 phần 7 số học sinh học tin học. Bây giờ hỏi cái số học sinh học tin học và học sinh học tiếng Anh sẽ bằng bao nhiêu phần trong tổng số học sinh của cả lớp. Cô giáo tóm tắt bài toán như sau. Học sinh học tiếng Anh bằng 2 phần 5 tổng số học sinh. Học sinh học môn tin học bằng 3 phần 5 tổng số học sinh. Bây giờ hỏi cả số học sinh học tiếng Anh và học sinh học tin học chiếm bao nhiêu phần học sinh của cả lớp? Bây giờ muốn biết số học sinh học tiếng Anh và học sinh học tin học của lớp 4A chiếm bao nhiêu phần số học sinh của cả lớp thì chúng ta chỉ việc cộng thôi, đúng không? Ta sẽ lấy số phần của học sinh học tiếng Anh cộng với số phần học sinh học tin học. Tức là ta sẽ lấy 2 phần 5 cộng 3 phần 7. Và câu trả lời của chúng ta là gì? Số học sinh học tiếng Anh và học tin học của lớp 4A là 2 phần 5 cộng 3 phần 7. Đây là phép cộng hai phân số khác mẫu số thì chúng ta cũng sẽ quy đồng mẫu số hai phân số này. Ta lấy 2 phần 5 ta cộng với 3 phần 7. 2 phần 5 cộng 3 phần 7.
hai phân số khác mẫu số, muốn cộng được chúng ta sẽ quy đồng mẫu số hai phân số này. 2 nhân với 7 bằng 14 trên 5 nhân 7 bằng 35 cộng 3 nhân 5 bằng 15. 7 nhân 5 bằng 35. 14 cộng 15 bằng 29 phần 35. Như vậy, số học sinh học tin học và tiếng Anh của lớp 4A là 29 phần 35. 29 phần 35 số học sinh cả lớp. Đáp số. Hai mươi chín phần 35 số học sinh cả lớp. Như vậy, tiết luyện tập chung vừa rồi chúng mình đã ôn lại phép cộng, phép trừ, hai phân số cùng mẫu số khác mẫu số và phép cộng số tự nhiên với một phân số và phép trừ một phân số với số tự nhiên. Và ở tiết luyện tập chung vừa rồi chúng ta cũng đã vận dụng tính chất kết hợp của phép cộng các phân số để chúng ta tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện nhất. Và chúng ta cũng ôn lại tìm thành phần chưa biết trong một biểu thức. Và chúng ta cũng vận dụng phép cộng hai phân số khác mẫu số để chúng ta giải các bài toán có liên quan. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào các con.